Và sau đây là lên án của dân oan Trịnh Thị Thảo chia sẻ trên trang Facebook cá nhân vào ngày 16 tháng 8 từ nguồn BBC về sự kiện vợ nhà hoạt động Trịnh Bá Phương bị đánh khi đến dự phiên tòa. Mời quý vị cùng theo dõi. Vợ nhà hoạt động Trịnh Bá Phương bị đánh khi đến dự phiên tòa. Từ BBC News tiếng Việt, vợ nhà hoạt động Trịnh Bá Phương bị đánh khi đến dự phiên tòa sáng ngày 17 tháng 8, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ xét xử phúc thẩm hai nhà hoạt động về quyền đất đai Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm. Vợ ông Trịnh Bá Phương, bà Đỗ Thị Thu phản ánh với BBC rằng sáng nay gia đình bà bị ngăn cản không cho vào tòa và một trong những người mặc thường phục đứng ở khu vực tòa án đã ra tay đánh bà. Theo thông tin và hình ảnh bà Thu cung cấp, có rất nhiều người đàn ông đứng tụ tập trước tòa án. Tôi cùng em chồng đã trình bày tôi là vợ của anh Trịnh Bá Phương, nhưng những người đó không cho tôi vào vì không có giấy mời trong khi phiên tòa xét xử công khai và tôi là người thân. Một tên đã nắm thóp lôi tôi ra ngoài, hắn còn tát vào mặt tôi, bà Thu kể lại. Gia đình bà Thu còn bị đuổi ra xa, không cho ngồi quán nước gần tòa án. Trước phiên tòa, bà Thu đã làm đơn xin tham dự hai lần nhưng không nhận được phản hồi. Trịnh Bá Phương và bà Nguyễn Thị Tâm cùng ở xã Dương Nội, ngoại thành Hà Nội cũng bị bắt trong cùng ngày 24 tháng 6 năm 2020 với cùng cáo buộc phát tán tài liệu nhằm chống nhà nước theo điều 117 của Bộ luật hình sự năm 2015. Từ khi bị bắt tới nay đã 2 năm 2 tháng, gia đình của ông Trịnh Bá Phương chưa một lần được thăm và gặp mặt ông. Trong phiên tòa hồi 15 tháng 12 năm ngoái, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên ông Trịnh Bá Phương 10 năm tù giam và 5 năm quản chế, còn bà Nguyễn Thị Tâm chịu mức án 6 năm tù giam và 3 năm quản chế.